Công an huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2024. Trong năm qua, với quyết tâm chính trị cao, Công an huyện đã đoàn kết thống nhất, chủ động công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội đã điều tra làm rõ 57 trên 58 vụ, bắt xử lý 102 đối tượng, đạt trên 98% kế hoạch. Tệ nạn xã hội phát hiện 17 vụ, 111 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tang vật thu giữ gần 250 triệu đồng. Tại hội nghị, Công an huyện Cẩm Mỹ đã triển khai nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết liệt đồng bộ thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm, đi đôi với nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, trấn áp và xử lý các loại tội phạm.